Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu tới các bạn cây thuốc thanh táo. Thì cây thanh táo có tên gọi khác là cây tần cửu, thuốc chặt. Thì mình quay thật gần cây thanh táo để các bạn xem. Đây là phần mặt trên của lá này các bạn. Đây là phần mặt dưới này. Cây thanh táo thì hai mặt lá đều nhẵn, mép lá thì hơi gợn sóng. Đặc biệt thì cây thanh táo này để nhận dạng là thân có màu tím. Gân lá của mặt dưới thì nổi rất rõ, mang màu tím. Các bạn nên nhớ phân biệt thật kỹ nhé. Cây thanh táo thì còn có một loại cây khác giống y hệt cây thanh táo các bạn ạ. Cây giống cây thanh táo là cây chiều tím. Điểm nhận dạng dễ là cây chiều tím thì nó có hoa màu tím. Còn cây thanh táo thì hoa màu trắng hơi ngà vàng. Hoa nhỏ hơn cây chiều tím. Trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian thì đã sử dụng cây thanh táo này từ rất lâu rồi để chữa căn bệnh đau nhức xương khớp. Thoái hóa vôi gai, đau thần kinh tọa. Để chữa trị căn bệnh đau nhức xương khớp thì các bạn nên sử dụng thân và rễ cây thanh táo này, một nắm băm phơi khô. Một nắm dây chặt chìu. Một nắm dây đau xương. Một nắm cây cỏ thẹn. Cây cỏ thẹn này có nghĩa là cây xấu hổ các bạn ạ. Và một nắm cây dây vuông. Dây vuông có nghĩa là dây chìa vôi bốn cạnh. Mỗi ngày các bạn dùng một nắm đun sắc uống. Còn trường hợp mà các bạn bị ngã, xoay khớp, bong gân thì các bạn lấy một nắm thân và lá cây thanh táo này giã lát và một nắm cây lá dây đòn gánh. Dây đòn gánh thì còn có tên khác là dây đòn kẻ trộm, đòn kẻ cắp và một nắm vỏ cây mộc miên. Ba loại các bạn giã lát trộn với giấm, các bạn xào nóng lên và đắp vào nơi sưng tấy và bong gân rất tốt các bạn. Các bạn chỉ sử dụng từ 2 đến 3 ngày là không còn đau nhức và sưng tấy nữa. Rồi, mình xin chào tạm biệt các bạn.